bây giờ là cơ hội double leg takedown dành cho Lưu Nhân kia. Bây giờ là single leg. Trọng tài. Đánh đúng rồi. Nghe khẩu lệnh của tôi. Chạm ra. Bút đó. Và chúng ta sẽ đến với hiệp 1 của trận đấu giữa Đặng Hoàng Minh và Lưu Nhân Nghĩa. Đặng Hoàng Minh là một võ sĩ có nền tảng Kudo. Và bây giờ anh sẽ áp đặt lối đánh đập lên Lưu Nhân Nghĩa. Nhưng bây giờ Lưu Nhân Nghĩa đang là người chiếm được mao của Đặng Hoàng Minh. Và nhiệm vụ của Đặng Hoàng Minh là thoát khỏi tình thế hiểm nghèo này. Bây giờ thì Lưu Nhân Nghĩa đang cố gắng ngồi dậy. Và Lưu Nhân Nghĩa đang siết đòn guillotine đối với Đặng Hoàng Minh. Chúng ta cũng chưa thể nói được gì cả trong tình huống này khi hai võ sĩ chưa thực sự có được lợi thế trong tình huống địa chiến này. Gắt đấm của Nhân Nghĩa. Sẽ có một tình huống bẻ chân. Ankle lock đến từ Đặng Hoàng Minh. Nhưng Lưu Nhân Nghĩa đang co chân mình lại. Chân của Lưu Nhân Nghĩa đang bị Đặng Hoàng Minh bẻ rồi. Và bây giờ thì Đặng Hoàng Minh sẽ cố gắng xoắn gối đối với Lưu Nhân Nghĩa. Vẫn chưa thể làm được điều đó. Và bây giờ là cơ hội double leg takedown dành cho Lưu Nhân Nghĩa. Bây giờ là single leg. Trọng tài đã phải cho ngưng trận đấu lại. Và sẽ có một lần nhắc nhở dành cho võ sĩ đến từ Tắc Lớp. Võ sĩ sẽ chuyển về striking. Ở trong xu thế striking thì rõ ràng võ sĩ Lưu Nhân Nghĩa sẽ là người có lợi thế hơn, khi anh là một huy chương bạc boxing toàn quốc. Và bây giờ là side control. Rush out dành cho Lưu Nhân Nghĩa. Đặng Hoàng Minh, xin lỗi quý vị. Lưu Nhân Nghĩa sẽ cố gắng đứng dậy trong tình huống này. Sai càn trô rất chặt rồi đến từ Đặng Hoàng Minh. Sẽ rất khó để cho Lưu Nhân Nghĩa có thể thoát ra bởi vì sở trường của Đặng Hoàng Minh chính là về Jiu-Jitsu, nên là anh liên tục đưa cuộc chiến này về thế địa chiến. Chắc chắn rồi chị Ấn Ngô ạ, Đặng Hoàng Minh sẽ cố gắng kiểm soát Lưu Nhân Nghĩa xuống sàn, bởi anh biết Lưu Nhân Nghĩa sẽ là một võ sĩ rất khó chơi ở tư thế striking. Và bây giờ kiểm quyển soát sai cản trổ thuộc về Lưu Nhân Nghĩa. Cả hai võ sĩ vẫn chưa thể tung ra những cú round and pound ở phía của nhau trong một thế trận rất chặt chẽ. Cả hai vẫn chưa ổn định trong tư thế đánh nằm của mình. Và bây giờ là những cú round and pound đầu tiên đến từ vị trí của Lưu Nhân Nghĩa. Nhưng sức sát thương là không đáng kể. Giữ được một tay của Đặng Hoàng Minh rồi. Bây giờ thì Đặng Hoàng Minh đã có phần kiểm soát được Lưu Nhân Nghĩa. Anh đang giữ chặt hai chân của đối phương. Chống bật quá tốt đến từ vị trí của Lưu Nhân Nghĩa. Hai võ sĩ trở về sở striking. Đây là lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau tại đấu trường GMA. Tuy nhiên họ đã từng chạm trán trước đó, nên là cả hai võ sĩ không còn xa lạ gì nhau cả. Và bây giờ là tư thế đánh đứng của cả hai. Rất kinh nghiệm đến từ Lưu Nhân Nghĩa. Võ sĩ có thành tích striking tốt hơn. Và Đặng Hoàng Minh rất quyết tâm dồn đòn đối phương để có thể cho mình được một tình huống takedown. Bây giờ thì là tư thế di chuyển của Lưu Nhân Nghĩa. Anh không muốn cho Đặng Hoàng Minh áp sát. Cự ly là vừa phải. Ngay sau khi ra đòn đánh thì Lưu Nhân Nghĩa giữ cự ly ngay. Body shot chính xác đến từ vị trí của Lưu Nhân Nghĩa. Áp sát rồi. Và Lưu Nhân Nghĩa quyết tâm không để cho Đặng Hoàng Minh
áp sát và thực hiện tình huống take down với mình. Trỏ chính xác đến từ Đặng Hoàng Minh. Hoàng Minh là một võ sĩ đến từ Tắc Lớp, và đặc sản của các võ sĩ đến từ Tắc Lớp là sự lì lợm. Bây giờ là liên tục những cú gối của Đặng Hoàng Minh, những cú gối rất nặng vào phía body của Lưu Thiên Nghĩa. Tùng Anh ạ, à, nếu như mà cuộc chiến nó là thế đánh đứng như thế này rất khó để cho Đặng Hoàng Minh kiểm soát thế trận lâu dài. Vậy thì không biết là theo anh thì Đặng Hoàng Minh sẽ đưa ra khuôn bài chiến thuật như thế nào đây? Chị Yến Ngô ạ, thì có lẽ là Đặng Hoàng Minh sẽ cố gắng đưa Lưu Nhân Nghĩa xuống đất. Nhưng mà ở trong những tình huống đánh đứng thì những võ sĩ của Tắc Lúc là những võ sĩ cũng có đẳng cấp rất cao, và chúng ta đang được thấy Đặng Hoàng Minh đánh gối tốt đến như thế nào về phía bụng của Lưu Nhân Nghĩa. Và dường như tôi cũng thấy Lưu Nhân Nghĩa đang rất là mệt mỏi, rất là khó khăn. Trận đấu còn 10 giây và là đây là cú double leg takedown chính xác của Đặng Hoàng Minh. Baska. Ngay lúc này thì hiệp đấu đầu tiên đã khép lại. Một trận đấu vô cùng đôi công đến từ hai đại diện của hai câu lạc bộ. Trở lại với hiệp thứ hai của trận đấu giữa Đặng Hoàng Minh và Lưu Nhân Nghĩa. Đây là hai võ sĩ rất chuyên nghiệp, và vừa rồi là cú body shot chính xác. Lưu Nhân Nghĩa chắc chắn sẽ muốn đánh đứng với Đặng Hoàng Minh rồi, tại vì bởi vì sở trường của anh đòn tay boxing. Đặng Hoàng Minh cũng không ngán ngẩm gì đối phương, và hai võ sĩ sau khi nhận biết được mình không thể dứt điểm đối phương ở dưới đất thì bây giờ họ đang cố gắng đánh đứng. Nhưng bây giờ thì Đặng Hoàng Minh đã đưa được Lưu Nhân Nghĩa xuống sàn. Sai Cancho là phần kiểm soát của Đặng Hoàng Minh. Lưu Nhân Nghĩa chắc chắn lên mao thành công. Anh Tùng Anh có nghĩ rằng sẽ là liên tục là những cú round and pound và tung ra không? Round and pound đã xuất hiện, và quý vị và các bạn đừng quên tại GMA những cú round and pound sẽ xem sau những cú trỏ nữa. Và bây giờ là những cú trỏ đến từ vị trí của Đặng Hoàng Minh. Hoàng Minh đang cố gắng đẩy phần thân của mình lên để tạo sức ép đối với Lưu Nhân Nghĩa. Và anh đang thực hiện tốt điều đó, kết hợp với những cú round and pound, những cú giã búa về phía đối phương. Và đã có một chiến thắng dành cho đại diện đến từ các lớp Đặng Hoàng Minh. Một chiến thắng bằng round and pound. Chiến thắng TKO. Ở 1 phút 08 giây ở trong hiệp đấu thứ hai thì đang có một chiến thắng thì
đang đứng trước mặt chúng ta đây đã trải qua hai trận đấu MMA liên tiếp trong vòng 2 tuần. Điều này có khó khăn với bạn không? Thật ra thì nó rất là khó khăn đối với em, tại vì thời gian như vậy giữa những cái trận đấu của em cũng rất là ngắn. Nhưng mà em đòi hỏi cho em cố gắng hết mình. Xin cảm ơn bạn và hy vọng bạn sẽ trở lại GMA vào mùa sau ở những trận đấu chính thức. Xin cảm ơn.